Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Không còn là tình đồn, Hoàng Anh đã chính thức thừa nhận mối quan hệ trên mức tình bạn với Thắm Bè Bè bằng hành động này. Sự việc diễn viên Hoàng Anh và vợ ly hôn sau 3 năm kết hôn khiến dư luận dành nhiều sự quan tâm trong suốt thời gian vừa qua. Đáng chú ý hơn cả, sóng gió hôn nhân này lại bị vợ cũ của nam diễn viên Tố là có liên quan đến người thứ ba, nữ diễn viên Thắm Bè Bè. Đi ngược với những phản ứng gay gắt lúc ban đầu, Thắm Bè Bè và Hoàng Anh đều đặn đăng tải những khoảnh khắc tình bể bình dù bị dư luận chỉ trích cực kỳ gay gắt. Mới đây Hoàng Anh khiến netizen rúng động vì động thái lạ của mình. Cụ thể, để kỷ niệm ngày lễ tình nhân, nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ đã cùng người tình đồn với MV Ta Là Của Nhau và đăng tải lên Facebook cùng kênh YouTube cá nhân kèm dòng caption Happy Valentine 14 tháng 2. MV bài hát Ta Là Của Nhau Hoàng Anh và Thắm Bè Bè dành tặng cho những đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Những ai chưa yêu sẽ tìm được tình yêu, những ai đã yêu sẽ bên nhau dài lâu. Chúc cho mọi người ngày lễ tình yêu tràn đầy hạnh phúc. Lần đầu tiên em bị lộ giọng mọi người ạ. Kênh Chuyện Tình Yêu sắp tới sẽ có những sản phẩm thật thú vị dành cho mọi người mãi yêu. Đáng nói trong MV cả hai không ngần ngại trao cho nhau những hành động cử chỉ vô cùng tình tứ. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng đã thể hiện thái độ không hài lòng về hành động của cả hai bằng việc liên tục thả incoin phẫn nộ. Nhiều người còn thẳng thắn đánh giá Hoàng Anh và Thắm Bè Bè bằng những bình luận cực gay gắt. Thằng đàn ông tồi, con đàn bà cướp chồng người ta. Hoàng Anh và Thắm Bè Bè đã nhận những chỉ trích khá gay gắt của cư dân mạng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.